Kính thưa Thánh của Chúa, cảm tạ Chúa vì sáng hôm nay chúng ta được tiếp tục học lời của Ngài theo thứ tự từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Tuần này là tuần chúng ta học Cựu Ước, và xin Hội Thánh cùng với tôi học lời Chúa ở trong Suốt Ai Cập Ký đoạn thứ 10. Xin vui lòng mở ra Suốt Ai Cập Ký đoạn thứ 10. Chúng ta mở ra phần thánh đó và xin mở ra câu 10, đoạn 10, câu 1, câu 2, và tôi xin đọc câu gốc của chúng ta ở phần kinh thánh này. Đức Giê-hô-va phán với Mô-sê: Hãy đến gặp Pha-rô-ôn, vì ta đã làm cứng lòng vua ấy và quần thần để ta bày tỏ các dấu lạ ra giữa họ, và để con thuật lại cho con cháu mình những việc ta đã làm cho dân Ai Cập, cũng như các dấu lạ ta được thực hiện giữa họ như thế nào. Nhờ đó các con biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thưa Hội Thánh của Chúa, Suốt Ai-cập Ký hay là Suốt Ai Cập Ký gồm có đoạn 10, gồm có 29 câu. Từ câu 1 đến câu 11 là lời Đức Chúa Trời phán dặn Mô-sê, bảo đảm với Mô-sê, và sau đó Mô-sê gặp lại Pha-rô-ôn để cho ông biết ý định của Đức Chúa Trời trên dân sự của Ngài và yêu cầu vua phải tuân hành. Nhưng mà vua cứng lòng, không muốn nghe lời của Chúa, và Chúa đã sai tai vạ cào cào đến, được chép từ câu 12 đến câu 20. Và khi cào cào châu chấu đến, cắn nát hết tất cả mọi đồng cỏ, cây trái của vua, thì vua sợ hãi, ông lui bước và đồng ý cho dân sự đi. Nhưng mà sau đó thì khi thấy cào cào đã được Mô-sê nhân lên Chúa đuổi đi hết rồi, thì vua lại cứng lòng, và Chúa lại sai tai vạ thứ 9 đến, là sự tối tăm tràn ngập xứ. Sự tối tăm đến nỗi họ không nhìn thấy nhau. Và chúng ta thấy ở đây những bài học rất là diệu kỳ mà chúng ta cùng học với nhau qua đề tựa rất là quan trọng là chương trình của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 10 câu 1 có một câu kinh thánh rất là lạ mà chúng ta phải cùng với nhau suy nghĩ: vì ta đã làm cứng lòng vua ấy và quần thần. Khi nói đến chương trình Đức Chúa Trời thì đó là chương trình đời đời. Vì Đức Chúa Trời đấng đời đời thì mọi việc của Ngài, mọi lời nói của Ngài đều có giá trị đời đời. Đời đời có nghĩa là không bao giờ thay đổi. Ở trong đoạn 4 câu 23 của Suốt Ai-cập Ký thì Kinh Thánh chép thế này: Hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta. Nếu ngươi từ chối không chịu cho nó đi, này ta sẽ giết con trưởng nam của ngươi. Từ đoạn 4, tức là bắt đầu chương trình của Chúa, thì Ngài bảo Mô-sê đến nói Pha-rô-ôn: Hãy cho con ta đi, dân sinh là con ta, hãy để cho con ta đi. Con ta đã làm nô lệ cho ngươi một thời gian dài lắm rồi, đủ rồi. Bây giờ hãy để cho con ta đi. Rồi Chúa tạo cơ hội cho Pha-rô-ôn thấy được chương trình của Ngài, thấy được quyền năng của Ngài, để yêu cầu Pha-rô-ôn phải thay đổi. Nhưng mà Pha-rô-ôn quá tiếc rẻ, hàng trăm ngàn nô lệ mà mình không cần phải trả tiền, trả công, bắt họ
làm nô dịch để xây dựng những lâu đài, những kim tự tháp. Ông quyết định giữ lại. Và dầu Chúa bảo ông hãy cho con ta đi, bởi những tai vạ từ 1 đến 7 một cách rất là kinh hoàng, ông vẫn không bao giờ chịu. Vì ông là người không biết Đức Chúa Trời và không biết Ngài là đấng đời đời, và chương trình của Ngài là đời đời, và chương trình đó không bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay nhiều người cũng hiểu lầm Chúa như vậy. Họ đọc Kinh Thánh của Chúa, họ thấy những cái việc Chúa làm, thì họ nói rằng ồ, tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy Chúa, họ dùng cái chữ của họ, Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời của quý ông bạo lực quá. Nhưng không, xin nhớ Ngài chỉ là đấng rất công minh. Và chúng ta cũng phải nhận biết rằng Ngài đấng tạo hóa, Ngài có quyền đời đời, và không ai có quyền nói rằng tôi không tuân hành Chúa. Và khi Ngài đã khuyên giải nhiều lần mà vẫn cứng lòng, không chịu nghe, thì lúc đó Ngài làm cho người đó sẽ cứng lòng vì thời đại ân điển hay là sự nhân từ của Ngài đã không còn trên người cứng lòng đó sau nhiều lần chống đối Ngài. Đối với chúng ta, Kinh Thánh nói rất là hay. Hay là bạn coi thường sự vật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài. Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao? Nhưng tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ, là khi sự phán xét công bằng của Chúa Trời được bày tỏ. Ồ, đọc đến câu này thì một người nào biết Chúa một ít thôi thì phải nói thật là đầy rúng động. Phao-lô nói, bạn ơi, xin đừng coi thường lòng nhân từ, ân điển dư dật của Chúa. Vì nếu thời kỳ ân điển dư dật, lòng nhân từ sâu đậm đã bị bạn lợi dụng, đã bị bạn coi thường, đến một ngày nào đó điều đó không còn, chỉ còn là sự công minh của Ngài xét đoán, thì lúc đó bạn ơi, bạn không đứng nổi đâu. Ông khuyên dục dân sự của Ngài không phải dành cho người chưa tin Chúa, mà dành cho cả chúng ta nữa. Nếu chúng ta phạm tội mà cứ tiếp tục phạm tội, cứ tiếp tục phạm tội, thì nhớ, chúng ta tiếp tục như vậy là coi thường Chúa, tích lũy cho mình sự giận dữ, sự giận dữ thánh của Đức Chúa Trời trong ngày thịnh nộ của Ngài, ngày đoán xét của Ngài. Vì Ngài có chương trình đời đời là con dân Ngài phải sống thánh khiết, đừng ai lạm dụng điều đó. Rồi chương trình của Đức Chúa Trời, điểm thứ hai mà Chúa muốn cho chúng ta biết khi làm cho lầm và cứng lòng, là chương trình đó phải đạt đến điều Chúa muốn. Ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 11 chép rằng, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Anh em nào học lịch sử Hội Thánh, rồi lịch sử Kinh Thánh, rồi học thêm một chút về lịch sử dân Israel, anh em sẽ thấy một điều. Điều gì Đức Chúa Trời phán với thế giới này được chép cách đây mấy ngàn năm, thì dầu nhỏ nhặt đến đâu đi nữa thì điều đó 100% sẽ được thực hiện. Hoàng đế Frederick của Anh, của Đức, hỏi thăm vị tuyên quý của mình: thưa mục sư, ông mục sư có thể cho tôi một chữ nào bất kỳ mà có thể chứng minh Đức Chúa Trời thực hữu không? Vị mục sư trả lời: tôi bệ hạ, chữ Do Thái,
Trong tiếng Đức là một chữ. Vua hỏi, tại sao vậy? Tâu bệ hạ, bất cứ một chi tiết nào mà Đức Chúa Trời phán về dân Do Thái được chép ở trong Kinh Thánh thì được thực hiện hoàn toàn trên dân Do Thái, mà không một phút, một điểm nhỏ nào sai chạy. Chúa nói thành Jerusalem sẽ bị dày đạp, tức là chữ đó tức là quân thù dày đạp dân Do Thái, họ cai trị Jerusalem. Điều đó xảy ra năm 70 sau Chúa. Rồi tiếp tục lại nói, cho đến kỳ dân ngoại được trọn, thì đến năm 1967, lúc đó dân ngoại được trọn. Gần 2.000 năm sau, thời kỳ dân ngoại mới được trọn. Và việc mà Liên Hợp Quốc quyết định đưa dân Do Thái trở về đất nước của họ, thành lập lại đất nước Do Thái, là một việc không một người nào làm được ngoài Chúa. Và Chúa đã nói trước cả ngàn, hơn cả ngàn năm rồi. Khi tôi học điều đó, năm đó tôi 16 tuổi, thì tôi không bao giờ quên, không quên người dạy tôi, và cũng không quên được điều mà Chúa làm một cách diệu kỳ như vậy. Chúa nói và Ngài làm. Lời đã ra khỏi miệng ta không bao giờ trở về luống công. Chúa nói với Pharaoh, hãy để dân ta đi. Ông nghĩ là, ồ, đừng có dọa tôi nha. Tôi là hoàng đế Ai Cập, tôi là vua Pharaoh, quyền hành nằm trong tay của tôi, có thể bóp nát ông, thần của tôi sẽ giết thần của ông. Đó là điều đã làm cho Pharaoh cứng lòng, sự kiêu ngạo. Nhưng mà cảm ơn Chúa, biết bao nhiêu người đã nhận được điều đó, mềm lòng và nhận biết Ngài để trở về với Ngài. Rồi thứ hai, chương trình của Chúa Trời không chỉ là chương trình đời đời, mà chương trình của Chúa Trời còn là chương trình có mục đích. Kinh Thánh chép ở trong câu 1, câu 2, để ta bày tỏ các dấu lạ ra giữa họ, và để con thuật lại cho con cháu mình những việc ta đã làm cho dân Ai Cập, cũng như các dấu lạ ta được thực hiện giữa họ như thế nào. Nhờ đó các con biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Có nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời nói cho vui. Không, không bao giờ. Đức Chúa Trời nói điều gì thì điều đó có mục đích. Và cũng nhớ, mục đích đó cũng là mục đích đời đời. Đó là điều rất là thích thú. Tại sao vậy? Vì khi Ngài nói với tôi rằng không ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta, thì tôi đã là người tin Chúa trở nên chiên của Ngài, thì không ai cướp nổi hết. Họ có thể giết tôi, thân xác của tôi sẽ tan trong tro bụi, nhưng mà linh hồn tôi sẽ về với Chúa. Rồi một ngày nào đó Chúa trở lại, Ngài sẽ làm cho đất phải trả lại thân xác tôi để nhập với linh hồn tôi, và tôi về thiên đàng với Ngài. Không cướp được. Và tôi nhớ đến anh em bên Lào, những ngày hôm nay anh em ở Salavan bắt bớ rất là dữ dội, đốt nhà anh em, đánh đuổi anh em. Không một ai bỏ Chúa, mà càng lúc càng vững hơn. Làng này khó khăn chạy qua làng khác, làng khác khó khăn chạy ra rừng sống với nhau, rồi cùng với nhau lập hội thánh. Dầu đi làm mướn cũng bước đi với Ngài. Và tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài giữ lời hứa với dân sự của Ngài, không ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Cảm ơn Chúa. Ở đây chương trình có mục đích là Ngài bày tỏ dấu lạ cho Ai Cập. Tại sao vậy? Vì Ngài muốn giúp cho dân Ai Cập thấy được chính mình Ngài, do rời bỏ thần tượng mà trở nên con dân của Chúa.
tua Ai Cập. Ồ, tôi nói thật là tôi chỉ có một ngày để đi vào một cái bảo tàng Việt của họ tại Cairo. Và một ngày đó tôi chỉ đi một khu vực nhỏ thôi, là cái thời đại của Môi-se. Vì nó lớn quá sức luôn. Mà chỉ thời đại Môi-se thôi thì tôi đi cũng không một ngày xong, cũng không đi được bao nhiêu hết á. Lòng buồn lắm. Ô, họ quá sức văn minh. Cho nên họ cũng rất là kiêu ngạo. Nhưng mà điều tôi lại nhớ rất nhiều, giữa đất nước đầy khó khăn đó, thì anh em nhóm với nhau. Khi tôi được đưa đến chỗ nhóm lại tại Cairo, thì tôi tưởng là tôi sẽ phải vào một chỗ mà len lén rồi nhóm nhỏ nhỏ với nhau ở đó. Không, họ che một cái mái bằng vải ra đầy cái sân của họ. 700-800 người họp lại. Ô, họ đánh trống, họ hát rất là vui, phước hạnh luôn. Và làm cho tôi tràn ngập niềm vui. Tôi gặp anh em Cốp Tích ở đó. Họ theo Chúa vững vàng. Họ bị đánh đuổi, họ chạy ra ngoài Ai Cập, ngoài Cairo. Họ đến một ngọn núi, họ đục cái núi đó trở thành một cái nơi thờ phượng Chúa. Tôi vào trong đó. Ồ, cái đền thờ ở trong cái hang đá đó nó hay vô cùng. Không cần micro, nói nó vang 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 ở mọi nơi, nghe được mọi nơi. Rồi chúng tôi vừa hát vừa khóc. Nhưng mà khóc, nói thật, không phải cái mùi hương của trầm, mà mùi rác đầy xung quanh đó. Anh em tín đồ mình bị cắt hết mọi công việc. Chợ buổi tối vào Cairo lượm rác về, lọc rác ra bán. Hàng ngàn tín đồ đi lượm rác, mọi nhà đều là rác. Nhưng mà đối với tôi, điều đó quá tuyệt diệu. Ngài làm dấu lạ cho những Ai Cập biết Ngài để tin nhận Ngài. Đó là lòng yêu thương của Ngài. Ngài không muốn bày tỏ gì với họ ngoài ra làm dấu lạ để cứu họ. Rồi, chúng ta thấy chương trình của Ngài có mục đích. Thì xin nhớ, khi Ngài bày tỏ dấu lạ cho Ai Cập đó, thì khi Ngài cho cào cào tràn ngập xứ ở trong phép tay vào thứ 8, thì chúng ta thấy Ngài muốn bày tỏ gì? Ngài có năng quyền trên thần Osiris mà người Ai Cập thờ phượng, gọi là thần màu mỡ, thì cào cào đến tiêu diệt hết, để cho thấy rằng thần màu mỡ của họ chẳng ăn thua gì với quyền năng của Chúa. Chỉ cần một bầy cào cào là thần của họ cũng bó tay rồi. Rồi khi ông lại tiếp tục cứng lòng, thì Ngài cho tối tăm đến. Để làm gì? Để cho Ai Cập thấy dấu lạ này và biết rằng Đức Chúa Trời của dân Israel là trên thần Ra của Ai Cập. Vì thần Ra Ai Cập tức là thần mặt trời, Ngài che khuất hết, để tối tăm hoàn toàn bao phủ, Ra cũng chẳng làm gì được hết. Ngài có mục đích của Ngài. Phép lạ, mỗi phép lạ đều Ngài làm công việc của Đức Chúa Trời Ngài. Và chúng thấy khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, thì rất nhiều người đã đi theo họ rời khỏi Ai Cập đến đất hứa. Tại sao? Vì họ đã thấy dấu lạ. Họ biết rằng thần Osiris của tôi, thần Ra của tôi đều không thể nào chống lại được Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Cảm ơn Chúa. Rồi, chương trình mục đích của Ngài là để con thuộc lại cho con cháu mình. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã được trở nên con dân Israel thuộc linh, để tôi cũng thuộc lại cho con cháu tôi về năng quyền của Chúa. Tôi không cần nói đến những việc xa xôi của ngày xưa, tôi nói đến chính đời sống của tôi. Biết bao nhiêu lần tôi
ngồi lại với các con cháu và tôi nói lại công việc Chúa ban cho tôi. Thỉnh thoảng nó xin tôi: ba, ông ngoại, nghe cho con nghe. Vì Chúa đã làm biết bao nhiêu dấu lạ cho tôi, mà tôi phải phô cho thế gian đều biết. Và trước nhất là con cháu tôi. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa làm những việc kỳ diệu cho quý ông bà chị em là để quý ông bà chị em thuật lại cho con cháu mình. Điều đó mới đúng chương trình của Chúa. Mục đích thứ ba, mục đích tối hậu, đó là cho dân Chúa biết Ngài là Đức Giê-hô-va. Không có chương trình nào của Ngài là không có mục đích. Mục đích lớn nhất là cho dân Ngài biết Ngài là Đức Giê-hô-va. Anh em biết rồi, chữ Giê-hô-va là danh cao quý nhất của Ngài. Đó là danh mà không thể dịch, chỉ có thể phiên âm. Vì sao vậy? Vì chữ Đức Giê-hô-va trong tiếng Do Thái có nghĩa là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện, chí ái, chí tôn, chí đại, toàn tại. Ngài là mọi sự của mọi sự và không có ngôn ngữ nào dịch được hết. Chúng ta chỉ tạm thời phiên âm để xưng danh Ngài là Ngài Đức Giê-hô-va của con, Ngài Đức Gia-vê của con, tùy theo cách phiên âm. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Có người bây giờ không dùng chữ Đức Gia-vê nữa, mà họ dùng là Ngài là Chúa hằng hữu của con, để cho người chưa tin Chúa dễ hiểu, đều được hết. Nhưng mà chữ Chúa hằng hữu nó chỉ có một ý rất là nhỏ trong đó thôi, chỉ giúp anh em có thể hiểu được. Nhưng mà khi nghiên cứu Kinh Thánh thì phải dùng nguyên từ đó là Đức Giê-hô-va. Và nguyện Chúa cho chúng ta mỗi người cũng vậy, chúng ta thật sự hiểu được mục đích tối đại, tối hậu của Chúa cho mọi chương trình của Ngài trong dân sự Israel, trong cả thế giới, cho chúng ta là dân Chúa biết Ngài là Đức Giê-hô-va. Và thưa anh em chị em, hôm qua thì có một người hỏi tôi, và trong dịp tiện đó tôi có giải thích là thế giới đang rất là lo lắng về một tảng băng của Bắc Cực đã bị nứt ra khỏi Bắc Cực, và nó nặng đến 16.000 tỷ tấn. Và họ nghĩ rằng nếu mà tảng băng đó nó tan chảy thì ngập hết mọi lục địa. Thì tôi nói không, tôi không lo. Và tại sao tôi không lo? Vì Chúa hứa không bao giờ Ngài cho lục có thể ngập cả thế giới này như đời Noe nữa. Vì Ngài hứa như vậy và Ngài làm như vậy. Lục lội còn không? Còn. Thiên tai còn không? Càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng mà ngập lụt đến nỗi mà tất cả mọi núi đồi cả thế giới đều ở trong nước là việc không bao giờ xảy ra nữa. Vì Chúa hứa không. Nhưng mà Ngài sẽ thiêu nốt nó bằng lửa. Rồi quý vị không tin, quý vị sẽ chờ xem tất cả mọi chi tiết mà Kinh Thánh nói về Ngài cuối cùng, đúng từng chi tiết một, không sai chạy một chút nào hết. Cho nên bài học của chúng ta là Chúa có chương trình đời đời cho chúng ta. Chúa nói với ông Jeremy: trước khi tạo nên con trong lòng mẹ ta đã biết con. Trước khi con ra đời ta đã biệt riêng con. Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. Anh em nói ồ, câu này Chúa nói với Jeremy chứ đâu có nói với tôi. Chắc là Chúa không có chương trình cho tôi đâu, vì tôi nhỏ bé quá mà. Không, 100% là Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta. Tôi nhớ khi tôi còn trẻ đó,
thì ba tôi cũng là mục sư, ông dùng một cái ví dụ thế này. Ông nói rằng một con kiến đen bò trên hòn đá đen trong một đêm tối đen, không ai thấy được, Đức Chúa Trời thấy nó. Tôi đồng ý hoàn toàn câu đó. Và nghe một lần không bao giờ quên. Chúa biết từng con vật dù nhỏ thế nào, tôi chắc chắn Ngài nhớ. Nhất là tôi được chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. Nhờ huyết đó mà tôi trở nên cao trọng dường nào thì Chúa có chương trình cho tôi. Vấn đề là chúng ta mở mắt ra thưa với Chúa: Chúa ơi, cho con nhận biết và cho con vâng phục để con bước theo. Và chương trình Chúa có cho chúng ta là chương trình tốt đẹp. Đừng ai nghĩ rằng Chúa có chương trình thịnh nộ đối với mình. Không, không hề. Miễn chúng ta ở trong tay của Chúa thì Chúa phán: vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho con một tương lai và một hy vọng. Anh em bước đến với Chúa, anh em sẽ nhận biết chương trình của mình là chương trình bình an, để anh em có một tương lai rồi một hy vọng. Điều buồn là có những người sống không có tương lai, không biết mình đi đâu, làm gì. Chúa cho người đó có tương lai, Chúa định một tương lai tốt đẹp cho người đó và ban cho người đó một hy vọng. Chúng ta không có thất vọng giữa trần gian đâu. Chúng ta vẫn có hy vọng đời đời trong Chúa. Ngài hứa chắc và Ngài chắc chắn sẽ làm. Và chương trình đời đời đó dành cho chúng ta, miễn chúng ta dám giao phó mình cho Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài đã làm điều đó cho dân Do Thái, Ngài cũng làm cho mỗi chúng ta. Chúng ta tin cậy Ngài, bước đi với Ngài. Kính mời Thánh Đức dậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Chúa thật là diệu kỳ. Điều gì Ngài phán thì không bao giờ trở về vô ích. Điều gì Ngài phán thì Ngài sẽ thực hiện. Dù trần gian không hiểu được cách Ngài sẽ làm, nhưng Ngài đứng thành tín đời đời. Và con đã biết chắc điều đó từ khi con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Và xin giúp đỡ con để niềm tin đó không phải chỉ là điều con nói, nhưng mà điều con sống mỗi ngày, tin cậy Chúa mỗi ngày, dầu cả trong bệnh tật thì cũng cảm ơn Ngài. Đó là chương trình tốt đẹp của Ngài cho con. Để con bước đi với Chúa và biết trong sự khó khăn đó con sẽ hầu Chúa thế nào để làm vinh quang danh của Ngài. Cha ơi, xin giúp chúng con để mỗi chúng con, ai là người chưa biết Ngài sẽ nhận biết Chúa, ai là người chưa có một chương trình tốt đẹp của Chúa cho mình, đến với Ngài để có được Chúa, có được chương trình tốt đẹp. Và Chúa sẽ ban cho đó một tương lai, tương lai huy hoàng ở thiên đàng đời đời, ngay trên đất này nữa, và một hy vọng không bao giờ bị tàn tắt. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin giúp chúng con để chúng con sống lời Chúa mỗi ngày bằng từng chi tiết của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.